Binance mới ra mắt một cái ứng dụng game Mini Telegram. Hiện tại thì anh em có thể kết nối tài khoản Telegram và bắt đầu chơi được rồi. Nếu như ngày xưa chúng ta từng chơi các cái tựa game đào vàng á, thì với tựa game này anh em sẽ quay lại tuổi thơ. Với cái kèo Moonbit này á, thì mình thấy anh em có thể chơi được ở trên máy tính này, hoặc là chơi trên điện thoại đều được. Nếu như chúng ta chơi nhiều tài khoản á, thì cẩn thận một chút nhé. Trùng IP hay là trùng thiết bị có khi nó sẽ ban tài khoản của anh em. Ở thời điểm hiện tại kèo Moonbit này mới được ra mắt, thế nên nó không có quá nhiều thứ để anh em làm. Đầu tiên là ở trong mục Task là các cái nhiệm vụ. Anh em chỉ cần bỏ ra khoảng 2 cho tới 3 phút là hoàn thành tất cả rồi. Cái nhiệm vụ khó nhất đó là anh em cần phải có một cái tài khoản Binance. Nếu như anh em chưa có thì đường link đăng ký tài khoản mình để dưới phần mô tả video cho anh em luôn. Anh em chỉ cần tạo tài khoản thành công này, KYC luôn, sử dụng căn cước công dân của anh em để KYC. Sau đó thì anh em vô đây bấm vô cái đường link, bấm vô ha, để kết nối tài khoản Gmail cũng như là tài khoản Telegram. Vậy là xong rồi anh em. Nhiệm vụ bên trong trò chơi của anh em nó sẽ tự động hoàn thành sau khi anh em kết nối thành công. Hoàn thành hết nhiệm vụ chúng ta sẽ nhận được boy đúng không? Sau này nó sẽ cập nhật cho anh em thêm nhiều nhiệm vụ khác. Bên cạnh đó nếu như anh em muốn đi giới thiệu bạn bè thì chúng ta có thể là sao chép cái đường link gửi cho bạn bè. Giới thiệu bạn bè thành công, bạn bè của chúng ta sẽ nhận được là 1.000 boy, còn anh em sẽ nhận được là 10% cái lượng boy mà bạn bè của chúng ta kiếm được. Chúng ta bấm play game. Đây là trò chơi chính của anh em ở thời điểm hiện tại. Không biết sắp tới nó sẽ cập nhật thêm cái gì, nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh em có thể là chơi trò chơi đào vàng này để chúng ta kiếm thêm càng nhiều boy càng tốt. Lượt chơi của anh em á, cứ vài phút nó lại có ha. Ở đây thì chúng ta sẽ cố gắng ăn các đồng tiền vàng. Còn các cái cục đá nếu như mà anh em mà gấp phải á, thì nó sẽ bị trừ điểm nha. Cứ nhớ vàng là cộng điểm, còn đá là trừ điểm là được. Cục vàng càng to á, thì lượng boy nó cho anh em càng nhiều. Bên cạnh đó nó còn có thêm cái hộp quà nữa ha. Hộp quà thì sẽ nhận được nhiều boy hơn. Ở đây nó sẽ đi là lượt chơi của chúng ta này. Nó sẽ cộng dồn lên tới 6 lượt thôi. Và cái thời gian để cộng thêm lượt chơi này, nhiệm vụ của anh em là đơn giản lắm. Cứ play game và chơi, kiếm càng nhiều boy càng tốt nha.